Đây là chiều phá mở yên nè, đó phá mở yên ha, đó mình mở yên rồi đó, mình dỡ yên cho cả nhà xem nha, đó bên trong có yên nè, cả nhà thấy bên trong có yên như thế nào? Thì đây có một cái miếng nhựa bảo vệ cái bình xăng, rất là an toàn ha, chống chảy, xước và đập ha, nên bình xăng mình ở trong này nó còn rất là bóng ha, rất là ok, tại vì có miếng nhựa trên bảo vệ nè, đó. Cả nhà thấy rất là ok ha. Một chiếc xe 50 mà nhìn giống như một chiếc Super Cup cao cấp đó cả nhà. Đó, cả nhà thấy chưa? Rất là tuyệt vời ha. Đó. Thì mình chúc báo cái giá luôn cho cả nhà tham khảo. Mình xin phép mình đẩy yên lên nha cả nhà. Đẩy cái yên lại. Đó. Xin chào cả nhà nhé. Xin chào cả nhà đến kênh YouTube Võ Thanh Hiền TV của mình nha. Thì hôm nay xin mời cả nhà cùng theo mình đến cửa hàng là hệ thống xe máy An Châu Chương cả nhà. Thì hệ thống xe máy An Châu Chương này ở đối diện cụm công nghiệp An Nhơn ha, đó thị trấn cái tàu hạ huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp. Thì đây là tuyến quốc lộ 80 hướng về cầu cải tàu khoảng 300m nha cả nhà. Đó rồi hôm nay mình đến cửa hàng mình quay cái dòng Super Cup 50 cả nhà. Đó, Super Cup 50 cho các em học sinh không cần bằng lái ha. Hôm nay mình quay mình chia sẻ để cả nhà mình cùng tham khảo ha. Đó. Thì dạo này tới mùa nghỉ hè, cả nhà nếu mà có đam mê dòng cúp thì hãy xem clip ha. Xem clip này thì mình chia sẻ cái dòng cúp 50 này rất là đẹp nha cả nhà. Đó. Rồi, xin mời cả nhà cùng theo mình nha. Rồi, đây là nhân vật chính ngày hôm nay đây ha cả nhà. Để mình quay cho cả nhà xem nha. Thì đó, đây là chiếc Super Cup ha, Super Cup này nháy chiếc Super Cup của Thái ha cả nhà, Thái Lan ha. Đó. Thì xe này là không phải xe Super Cup nha cả nhà. Xe Ebro gì này cả nhà. Đó, cả nhà đọc cái chữ đó giùm mình ha. Đó. Thì xe này xe liên danh với Hàn Quốc ha, liên danh với Hàn Quốc. Đó. Thì cả nhà mình đưa xa cho cả nhà xem. Nhìn chiếc xe rất là đẹp ha, rất là sang. Các em học sinh mà chạy chiếc xe này thì rất là tuyệt vời nè, rất là đẹp. Nhìn nó nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Để mình một vòng cả nhà xem nha. Đây, cả nhà thấy nè, đó em đó đó. Thì tới mùa nghỉ hè cả nhà, nghỉ hè. Cô chú anh chị nào có yêu mến cái dòng Super Cup cho các em học sinh mình đi học ha. Thì mình hôm nay mình chia sẻ cái clip này cho cả nhà xem ha. Đó. Xe rất là đẹp nha. Rồi. Thì máy là máy hiệu The Test nha cả nhà. The Test ha. Đó, màu đỏ. Rồi. Thì mình vô chi tiết nha. Chi tiết em nói coi có cái gì. Có cái gì, những cái tiện ích gì ha. Đó. Rồi. Cả nhà thấy chiếc Super Cup rất là sang ha. Thì mình để cái miếng dán mỏ dè đây luôn cả nhà. Đừng cho nó chạy. Nhiều khi mình dẫn tới dẫn lui á, mình quay quay lại nó chạy. Chạy mỏ dè ha, để luôn. Rồi. Nè, cả nhà xem. Chiếc Super Cup nè. Đó, rất là đẹp ha. Đó. Thì màu này gọi là màu xám xám xi măng đó nha, xám xanh ha, gọi là xám xi măng. Đó, rất là đẹp. Rồi, thì mình vô cái chi tiết đi, vô chi tiết. Thì mình xin nhắc lại chiếc xe này xe 50 cho cả nhà khỏi cần biển số ha, cho các em học sinh đi học ha, cho các anh chị đi chợ búa rồi cũng rất là ok ha, rất là đẹp. Thì em nói đèn LED nha, đèn LED rất là đẹp ha, cái viền mạ brom rất là sang ha, sáng bóng. Đó. Thì đèn bên đây đèn LED luôn nha cả nhà, LED luôn ha. Đó, chiếc Super Cup này rất là sang, toàn là đèn LED hết ha, đèn LED. Hiểu nó hiểu được tết, được tết ha. Đó, rất là tuyệt vời. Này, cho cả nhà xem. Thì em nó có cái mâm là mâm chữ Y ha, mâm chữ Y. Nó mâm chữ Y nè, rất là cứng cáp. Thì mùa mưa cả nhà mà chạy xe cái mâm á thì mình không cần rửa thường xuyên ha, tại vì cái mâm nó không có xét cả nhà, chứ bánh chỉ bánh cầm nó mới xét ha. Đó, bánh mâm thì rất là tuyệt vời, lâu lâu mình rửa cũng được. Đó, thì em nó có cái hệ thống là cả nhà thấy giống như ABS luôn cả nhà, ABS ha. Đó, nhưng mà cả nhà bóp thì bóp nó vẫn ăn nha, nhưng mà nó ABS này, ABS là nó nháy thôi nghe cả nhà, nháy thôi chứ không có hiệu quả ha. Đó, nên cả nhà cũng bóp thắng cũng phải cẩn thận nha. Không phải, này không phải ABS, chỉ nháy cho nó đẹp đẹp thôi, cho nó sang sang chút ha, cho thắng là thắng đĩa nha cả nhà, thắng đĩa, đến bóp thắng đĩa cho cả nhà xem.
Đây. Thăng đĩa này bóp nghe rắc 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 nghe sướng tay lắm cả nhà. Đó, ha. Nhẹ nhàng lắm. Các em học sinh bóp rất là dễ dàng. Đó, đây là có bình dầu thắng nè, bình dầu thắng nè ha. Bình dầu thắng rất là sang trọng ha. Thì với một chiếc xe 50 một chút xe nó báo cái giá luôn ha, báo cái giá để cả nhà tham khảo. Cái giá của em đó. Đây, cái đầu bò nè. Cả nhà nhìn thấy cái đầu bò của chiếc 50 ha. Cái đầu bò này mình thấy cái nước nhôm, cái nước gan nó rất là chất nha cả nhà, rất là chất ha. Đó. Rồi. Thì em nó có cánh bửng màu trắng nha, cánh bửng màu trắng nè. Có chìa phá là mắc cây luôn nha cả nhà. Đó, chìa phá mắc cây nè. Cả nhà thấy chìa phá mắc cây ha, đây là hai cái đờ mốt nè. Đó, rất là tuyệt vời. Thì chìa phá mắc cây thì mình chạy rất là an toàn ha. Rất là hiệu quả. Rồi. Đây, mặt đồng hồ em nói nè. Mặt đồng hồ em nói nè. Màu tròn ha, màu tròn. Đó, có nút slip-top ha, slip-top. Mình nghĩ cái này chắc không hiệu quả đâu cả nhà. Đó. Chỉ xe này chỉ nháy nháy thôi. Chứ trong khi đó nó có thiệt có giả trong đó ha. Đó. Không phải thiệt giả nhưng mà có cái mình sử dụng được, có cái sử dụng không được ha. Đó, như cái ABS trước đó thì nó làm cho giống thôi chứ không có hiệu quả. Rồi. Đây, máy đây. Máy thì được làm cái màu xám rất là đẹp giống như Sirius nha, giống Sirius ha. Màu xám xám đen đen. Đó. Cái nhà thấy bô nè. Một cái bô miếng một cái miếng miếng ốp nóng nè. Rất là dài ha, che trắng nguyên cái bô luôn. Còn gấp, cái này gấp tròn nha cả nhà, gấp tròn. Rất là cứng ha. Đó, cái phuộc. Đây, cái phuộc. Cũng nhìn cũng rất là sang trọng cái phuộc đây. Thì đây bình cả nhà, bình để trên. Đây thì ba cái dụng cụ để mà gáp vô thôi, không có gì hết á. Không phải quà nha cả nhà. Đó. Thì ở sau em nói nè, quay cho cả nhà sau. Sau em nói thì đèn led luôn nha, đèn led luôn. Bên đây thì vẫn là đèn led luôn. Đó. Xe 50 mà toàn bộ đèn led hết nha cả nhà. Rất là sang ha. Rất là tuyệt vời. Đó. Thì nó có nhiều phiên bản lắm nha, nhiều phiên bản lắm, để mình quay cho cả nhà xem. Nè, đây là phiên bản màu này là màu xám ha. Giống như chiếc cúp mình đây đó, màu xám xanh, gọi là xám xi măng ha, tựa tựa ha. Đây nữa nè. Thì đây có màu đen nữa nha cả nhà, màu đen nữa ha. Đây là màu xanh ha, màu xanh đen. Đó. Thì cả nhà chưa đăng ký kênh á, hãy cho mình xin một cái đăng ký kênh ha, rồi cho mình xin một like. Nếu video hữu ích thì cả nhà chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đó, cả nhà thấy cây phuộc nè. Cái phuộc rất là dài, rất là to ha. Đó. Nè, cho cả nhà xem kỹ cái đầu bò nữa nè. Cái đầu bò của 50 mà nó chắc như này cả nhà. Tại vì cả nhà biết xong, xe liên danh hợp tác thì nó cũng rất là chắc ha. Toàn bộ đèn led hết luôn. Đèn led hết. Đó. Nên các anh chị cũng yên tâm ha. Đèn led thì nó rất là sang nha cả nhà. Rất là sáng ha. Đó. Rồi. Thì mình xin nhắc lại xe này là xe 50, xe hợp tác liên danh với Hàn Quốc ha. Đó. Nên cả nhà thấy hệ thống cái gì nó cũng cao cấp hết ha. Đó. Rồi mình xin vô cái giá luôn, cái giá để cả nhà tham khảo ha. À quên nữa, ở sau thì nó có cái yên này cả nhà. Đây, cái yên này cả nhà muốn gắn cái miếng mút cũng được ha, còn không thì cả nhà nếu để gì ngồi cũng được, mà nó hơi đau nha, hơi mong. Đó. Thì đây mình chở hàng cũng được nha cả nhà. Nó đầy đủ phụ kiện hết nè, có cái chân này, chân trống nè ha, chân trống để đây luôn. Đó. Thì xe này chưa câu bình vậy đó nha, mình câu bình vô cái hai dây này nó gọn vô à. Tại giờ bình mình tháo ra nên cái mình phải bỏ dây nó nằm xuống vậy ha. Đó, vậy đó. Ở đây, đồ gắt chân nè. Gắt chân nó sống giống như chiếc ghim đó nha, giống như chiếc ghim ngày xưa ha. À, gấp nè, ra te màu xám luôn ha. Đó. Rồi. Thì mình xin vô cái giá nha, vô cái giá để cả nhà mình cùng biết. Cái giá của em mình quên là lộn, nó Super Cup hoài, nó giống như Super Cup luôn cả nhà. Đó. Nhưng mà không phải Super Cup. Đó. 50 phân khối ha, em nó có cái giá hiện tại tại cửa hàng hệ thống xe máy An Châu Chương. Thì em nó có cái giá là khoảng thì cái giá này giá dao động tùy theo thời điểm nha cả nhà, tùy theo thời điểm ha. Đó. Thì cái giá thì cả nhà cũng biết rồi, nó lên xuống,
nên mình không báo chính xác được, mong cả nhà thông cảm ha. Thì em nó có giá khoảng 18-19 triệu nha cả nhà. Thì cái giá đó là giá có thể là cửa hàng lo bên số huyện cho mình luôn đó ha. Mình nói bên số huyện cho nó dễ nha cả nhà. Đó. Thì cảm ơn cả nhà đã xem video mình ha. Mình hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nha. Rồi, bye bye cả nhà nha. Bye bye.